Vào sáng nay, Công an huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh cho biết chị Phan Thị Thúy Ngân, 31 tuổi, quê ở An Giang, đã tử vong sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Trợ Rẫy. Chị Ngân cùng với 4 người trong gia đình bị chính người chồng nhẫn tâm phóng hỏa sát hại chỉ vì ghen tuông mù quáng. Theo điều tra của công an, Trần Văn Diệp, 36 tuổi, quê Long An và chị Ngân cưới nhau được hơn chục năm và có hai người con gái, 11 tuổi và 10 tháng tuổi. Hơn hai năm trước, vợ chồng Diệp thuê phòng trọ ở xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, ở chung với cha mẹ và em vợ. Khoảng một năm nay, Diệp xảy ra mâu thuẫn với vợ do nghi ngờ con gái thứ hai không phải con ruột của mình. Từ đây, hai vợ chồng sống ly thân. Vào sáng ngày 24 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, Diệp mua dầu và dây kẽm tới phòng trọ của chị Ngân rồi cột khóa phòng, tưới dầu đốt. Vụ cháy làm chị Ngân cùng em trai Phan Phước Tân, 28 tuổi, bị bỏng nặng. Con gái cùng bố mẹ chị Ngân may mắn chỉ bị thương nhẹ. Về phần Diệp, gây án xong, y bỏ chạy lên cầu Phú Mỹ nhảy sông tự tử, nhưng được cứu vớt và bị cơ quan điều tra bắt giữ trong ngày. Đến ngày 7 tháng 3, công an huyện Nhà Bè cho biết chị Ngân đã tử vong. Toàn bộ hồ sơ vụ án được chuyển lên công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi giết người. Vào ngày 7 tháng 3, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng Đoàn Văn Tuyến, sinh năm 1989, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục làm rõ hành vi vận chuyển ma túy trái phép của đối tượng này. Trước đó vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, tại khu vực biên giới Bến Chùa thuộc khu 3, phường Ca Long, thành phố Móng Cái, trong lúc tuần tra bảo vệ biên giới, đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mong Cái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Đào Văn Tuyến sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, có hành vi vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Kiểm tra hành chính của tuyến, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 778,44 gam metafetamin, ma túy dạng đá. Qua đấu tranh khai thác, đoàn văn tuyến khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng về Hải Phòng với số tiền là 5 triệu đồng tiền công. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận đối tượng Trần Thị Nhung sinh năm 1980, ngụ khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, từ nước ngoài về đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc. Theo kết quả điều tra vào ngày 19 tháng 7 năm 2013, đối tượng Nhung từ Malaysia về quê và tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền quy mô lớn cùng với các đối tượng khác ở địa phương và bị công an huyện Tam Nông phát hiện bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong khi cho đối tượng tại ngoại để tiếp tục điều tra thì đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp ra quyết định truy nã đối với đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Malaysia, phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành vận động thuyết phục gia đình và gia đình đã kêu gọi đối tượng về nước đầu thú trước cơ quan công an để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Vào ngày 6 tháng 3, Công an huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã xác minh và bắt giữ một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng bị bắt là Đinh Văn Thuấn, chú xã Gia Phù, huyện Phú Yên. Tại cơ quan điều tra, Thuấn khai nhận đang là học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Gia Phù, Phú Yên. Do nghiện chơi game nên lợi dụng lúc gia đình anh Hưng sang nhà hàng xóm chơi, đã vào nhà lục lọi lấy trộm số tiền để đi mua thẻ game. Mua dây chuyển bạc hết 7,3 triệu đồng. Số tiền còn lại Thuấn chưa kịp sử dụng thì đã bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.